chiếc này chiếc này cắt nhiều à. Chiếc này cắt cho có nãy nhìn sơ 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 cho có tấn à. Hơn tấn à. Tay nãy đi lên thấy dạt nhiều. Mấy cái này già trơn, già tới trơn. Cái này muốn chín luôn rồi. Chín luôn rồi. Ngọt ngay rồi. Chín không? Hả? Chín không? Cọc dưới gân nó khiết ghê, cọc dưới gân khiết nghẹt. Cắt hết luôn. Mít thang này mà lên giá này. Tính từ thời điểm sáng sớm nay thì bữa nay là ngày 7 tây tháng 5 cô chú anh chị mình. Mít nhất thì 17.000, 19.000. Mít nhất 19.000 bữa nay nha. Mít nhì 12.000. Mít 3 7.000, chợ 3.000. Hàng lúc về lấy thì cũng dễ dễ được rồi. Đủ ký thì lấy à. Lúc về hết mít rồi, hạn hán cây trái rồi, không có, năm nay thất mùa rồi. Năm nay có chừng tháng 5, tháng 6 là mít có giá lại. Chắc cơm đỏ vậy là lâm. Cơm đỏ là lâm. Vừa lúc gài lấy thì cũng hơi dễ đây rồi, vậy nhẹ tay lại chút rồi. Bữa nay sáng sớm thì ngày 7 tây thì mít nhất 19.000, mít nhì 12.000, mít 3 7.000, chợ 5.000, khu vực miền Tây nghe cô chú anh chị mình. Mỗi dùng mỗi tỉnh thì có thể trên lệch vài ngàn, 1-2 ngàn. Mấy chỗ nhỏ nhỏ này đủ ký thì lấy luôn. Vừa loại hết cơm đỏ. Cây này cho cắt hai trái. Chữa lấy hai trái kia từng sau cắt. Chữa lấy hai trái này từng sau cắt. Nếu mít tròn tròn như thế này thì cắt ra cơm đỏ thì vô nhất hết nè. Cơm đỏ muối lớn nha cô chú anh chị mình. Chứ nhiều muối thì nhiều hột, hột không thì cũng thua. À, cơm đỏ vậy thì lắm, vô nhất hết. Chưa chín. Cái từng sao cắt đi lên đây đi rồi đi lại. Cắt hết cho cỡ tấn mấy, ngoài tấn. Lúc gài mít cũng muốn hết rồi. Đi lên đi, đi lên hướng trên đây. Qua clip bên kia.
trái này mấy trái này về chỉ cơm đỏ lắm nè, cơm nó sâu, cơm dạt xuống 20 dao, đổ quẹt đỏ chạch luôn, đậm trái này luôn. Sâu luôn rồi, sâu lỗ dưới rồi. Quẹt lỗ bỏ luôn, còn giấu vậy, tôi học vậy.